Anh em chào anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương và tiếp tục lên sóng anh em thiết bị bảo vệ nguồn cao cấp tới từ DBX. Chắc là anh em không để bỏ qua được thiết bị bảo vệ nguồn DBX SV139 rồi phải không ạ? Đây là một trong những phiên bản quản lý nguồn cực kỳ hiếm bên cửa hàng em. Về mỗi lần được có vài ba chục bộ thôi nhưng mà số lượng anh em người tiêu dùng đặt hàng cực kỳ lớn luôn các bạn. Và hôm nay thì em Tùng Audio tiếp tục lên sóng anh em. Hiện tại trong giỏ hàng nhà em, cửa hàng nhà em thì còn là số lượng hạn chế, em phải thông báo trực tiếp cho anh em khách hàng chúng ta mua hàng ra đang quan tâm đến những phiên bản quản lý nguồn cao cấp của DBX, đặc biệt là phiên bản SV139, mua hàng ngay đặt hàng ngay để vẫn còn hàng phục vụ anh em khách hàng trong việc chúng ta bảo vệ dàn máy âm thanh gia đình nhá, tránh hiện tượng là hàng về không kịp phục vụ anh em khách hàng. Là nhiều bác gọi điện bên em thông báo là vừa mới lên sóng là có về hàng mà gọi điện đã hết hàng rồi. Xin thưa bác là khi mà bên em Tùng lên sóng thì đa phần là rất nhiều anh em, không chỉ là anh em người dùng nữa, có cả anh em thợ họ cũng sẽ ngắm lên những mẫu sản phẩm như thế này. Đây là một trong những thiết bị sản phẩm quản lý nguồn rất là cao cấp của DBX và em Tùng cũng đã nhấn mạnh đây là một trong những mẫu hàng rất là hiếm, mỗi lần về số lượng hàng rất là hạn chế, bên em còn phải phân phối sang các đại lý bán lẻ bán buôn nữa, nên là em không có nhiều hàng để phụ em khách hàng. Những cái mẫu sản phẩm nào có nhiều thì em sẽ thông báo, còn những cái phiên bản nào có ít hàng thì em cũng sẽ báo trực tiếp bên em Tùng Audio với phiên bản quản lý nguồn DBX SV139 anh em đã được nhìn thấy trên video hôm nay. Và hiện tại giá mua lẻ bên cửa hàng em đã xả là 1.150.000 đồng một thiết bị bảo vệ nguồn rất an toàn và đảm bảo trong việc chúng ta bảo vệ dàn máy âm thanh gia đình các bác nhá. Chúng ta sẽ có cho mình một thiết kế giao diện đẹp mắt tới từ DBX, phiên bản SV139 là bản màu đen dễ phối đồ với 8 ổ cắm mặt sau và cộng thêm một ổ cắm phía mặt trước, lõi đồng 100% chống mo ve chập chờn cực kỳ tốt, thêm tốt tắc rời cho anh em đi làm công việc chuyên môn, át chống cháy C63, mặt màn hình điện tử với các ký hiệu số hiển thị và các phím bấm để các anh em sẽ bật tắt dàn máy âm thanh. Rất đơn giản, khi chúng ta nhận hàng về, công dụng của quản lý nguồn sẽ có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là bảo vệ dàn máy âm thanh, tránh những tác động xấu của nguồn điện như là cháy chập, quá tải, sét đánh. Đây là át chữa cháy, át tự động nha. Khi mà phát hiện ra lỗi cháy chập, nguồn áp quá tải chạy vào quản lý nguồn, át sẽ tự động ngắt cầu ra, tất cả nguồn điện cấp vào ở trong quản lý nguồn sẽ ngưng hết, không cho trạng thái hoạt động, cũng không cho để nguồn điện nhảy sang thiết bị khác nữa, rất là an toàn. Đấy, ví dụ như chúng ta để cháy thiết bị âm thanh, nếu như không có quản lý nguồn, đa phần cái nguồn điện tải trong thiết bị đó rất là lớn, nó có thể chạy sang thiết bị khác, chạy sang vang rồi là mic, lông tiếng vân vân, cả dàn máy âm thanh có thể là bị cháy chập lỗ hết. Đấy, khi mà không có quản lý nguồn thì đương nhiên là như vậy rồi, cái hậu quả rất là khôn lường. Còn nếu như đã có quản lý nguồn thì ngay lập tức các bác đang cắm thiết bị trên quản lý nguồn thì nguồn điện tải nó sẽ vào quản lý nguồn đầu tiên, quản lý nguồn sẽ phát hiện ra nguồn điện áp lớn và không cho trạng thái hoạt động bằng cách là ngắt cầu ra. Đó là cái công dụng và tác dụng bảo vệ của quản lý nguồn DBX SV139. Và cái tác dụng thứ hai nữa khi chúng ta mua quản lý nguồn về đó chính là bật tắt dàn máy âm thanh. Vì có rất nhiều bác có nhiều thiết bị dàn máy đúng không ạ, chúng ta để tủ đồ, để tủ gỗ nữa. Đấy, chúng ta đã có một cái tủ rất là đẹp rồi, để các thiết bị vào đó rồi thì đương nhiên chúng ta cần phải có một thiết bị bảo vệ thứ nhất, và thứ hai nữa cần có một cái thiết bị để bật tắt dàn máy, mà chúng ta không cần phải thao tác bật từ thiết bị trên các thiết bị âm thanh, chúng ta chỉ cần thao tác trên nút start góc tay phải trên quản lý nguồn thôi đã có thể bật tắt cả dàn máy, tất cả dàn máy cách rất đơn giản. Qua đang được nhìn thấy các ký hiệu đã chuyển màu tối, đây là chế độ tắt tự động, tắt từ 8 về 1 và đồng thời trên mặt màn hình cũng đã mất đi các ký hiệu số rồi. Đây là chế độ tắt tự động anh em nhé, muốn bật chúng ta lại nhấn start một lần nữa để bật được cả dàn máy âm thanh và tất cả dàn máy theo quy trình đúng. Và hãy cắm cho em các thiết bị đầu vào trước, mic vang lên tiếng lọc xì 1 2 3 4, cuối cùng âm ni công suất cục đẩy các bác cắm cho em 6 7 8, để khi các anh em muốn bật hay muốn tắt dàn máy âm thanh cứ thao tác vào nút start cho em là nó sẽ bật được cả dàn máy, tất cả dàn máy đi rồi, không cần phải thao tác khó khăn gì trên phần máy nữa cả, đúng không ạ? Và ngoài ra thì anh em có thêm một cái thao tác bật tắt đơn giản hơn nữa để anh em bật từng thiết bị. Ví dụ anh em muốn bật một chiếc TV hay là muốn bật chiếc vang hoặc là bật một cái lọc xì lên chẳng hạn, chúng ta hãy thao tác bật tắt và các phím bấm ở trên này, bật tắt theo chế độ từng cộng, muốn bật các cổng nào các bác hãy thao tác trên thân máy cho em, bật tắt rất đơn giản và hiệu quả đến từ DBX SV139. Đó là hai cách thức bật tắt tự động và bật tắt từng cộng ở trên DBX đã được tích hợp hai tính năng này rồi để phụ em khách hàng trong việc chúng ta vừa bảo vệ được dàn máy âm thanh, vừa có tác dụng bật tắt dàn máy rất chuyên nghiệp và hiệu quả cho anh em đi làm công việc chuyên môn. Và DBX là một trong những phiên bản quản lý nguồn được rất nhiều anh em lựa chọn đi làm sự kiện các bạn, bởi cái phiên bản này thì đã có tiếng từ lâu rồi, là một trong những phiên bản quản lý nguồn vô cùng chất lượng cho anh em làm sự kiện, chắc chắn phải có một con bảo vệ an toàn và tải cao với nguồn điện, với cách thức sử dụng rất là hiện đại của DBX chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả những người khó tính. Và ngày hôm nay bên cả anh em mang đến cho anh em cả phần nội thất bên trong của DBX nữa. Rất nhiều anh em đã đang đi tìm mua những phiên bản nội thất có như thế này để bảo vệ an toàn, những phiên bản quản lý nguồn cơ, những phiên bản cao cấp sẽ có thêm cuộn lọc nguồn đấy anh em nhé. Những phiên bản quản lý nguồn DBX 139 có lọc nguồn đấy rồi, lọc tín hiệu, lọc nhiễu, lọc sóng, lọc âm thanh cực kỳ tốt cho anh em.
nên là chúng ta sẽ có ngay cho mình một thiết bị vừa đảm bảo an toàn về cách thức hoạt động sử dụng này, đã có một cái phần nội thất rất là chất lượng để đảm bảo đúng hàng chuẩn đến với cửa hàng Em Tùng Audio. Theo số điện thoại 0979629336 đặt hàng ngay cho mình một con quản lý nguồn để bảo vệ dàn máy âm thanh gia đình, tránh những mùi lửa xấu xảy ra với thiết bị và phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu như các anh em đã có dàn máy âm thanh gia đình chuyên nghiệp rồi, hãy lên lựa chọn ít nhất một con quản lý nguồn nhá. Và video của Em Tùng xin dừng lại tại đây. Anh em mong muốn mua thiết bị âm thanh gia đình cao cấp và chất lượng, hãy đến với cửa hàng Em Tùng Audio để nhận được những mức giá hấp dẫn và ưu đãi nhất tại cửa hàng Em Tùng, tất cả trang bị âm thanh. Xin chào các bác.